Hey, hello anh em, chào anh em đã trở lại với channel của Mr. Ok, rồi, chào anh em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con game là Tay Hàn Kỹ nha anh em. Đấy, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với con ạc Mr. T. Hôm nay chúng ta đã lên được level 73 rồi nhé. Hôm nay là ngày thứ 14 em ạ. Tôi vừa mới nhận quà xong. Rồi, thì hôm nay nó vừa ra một cái event mới. Ngày 14 nhá. Đã được ngày 14 ngày chơi game rồi. Hôm nay ra được một cái event mới, đó là bảng kinh văn nhá. Hiện tại tôi thấy quà cũng khá là bèo bọt đấy. Bữa giờ thấy toàn event ngon nhưng mà event này nó hơi bèo đấy anh em ạ. Nó được cái quà top 1 này thôi. Đấy, quà top 1 này là chọn trang phục quà. Hay là cái gì ta? À cái kinh văn của nó à. Ôi dồi, cũng khá là ngon đó nhỉ. Sao tôi lại hạng 10 được nhỉ? Phải kiếm trong top 10 anh em ạ. Kiếm top 10 sẽ được top 3 thì được. Để tôi xem coi. Top 3 đúng không? Top 3 sẽ được 4 cái quà này này. Ok, phải được top 3 kìa anh em ơi. Tổng kinh văn à. Top 3 là 10 vạn à. Ui dù ông này sao mạnh lực thế nhỉ. Ok, tôi sẽ đi up này để xem nữa coi. Rồi hôm nay thì tôi thấy nó ra một cái event thương nhân khá là ngon nhé. Đấy, thì ở đây chúng ta nạp có đang thể lực với lại có đang tinh lực khá là ngon nha anh em. Ok. Rồi nó sẽ mở một cái shop tài nguyên mới này. Hiện tại tôi cũng mua được một số cái này. Chắc tôi sẽ đổi. Lát tôi sẽ đổi mấy cái kinh văn này ra anh em ạ. Đi up kinh văn lấy top coi. Rồi, check lại bảng xếp hạng nha. Hôm nay chúng ta sẽ check lại bảng xếp hạng nè. Hiện tại bảng xếp hạng cấp của chúng ta là đang 73, đang cấp hạng 2 nha anh em. Sắp lên được 75 rồi anh em ạ. Lên được 75 sẽ có nhiều cái mới mẻ cho anh em xem nhé. Rồi, bảng xếp hạng chiến lực là hạng 3 luôn, lên được 26 triệu lục chiến rồi. Sắp được lên được 27 rồi. Top 1 này. Biến thân tôi đang top 1 anh em ạ. Hồn sách. Ui hồn sách mò mãi mới lên được top 9 nè. Không thấy mặt mũi ở đâu luôn. Ok rồi. Đấu trường này, đấu trường tôi hiện tại đang hạng 3 nhé. Cái ông hạng 1 là ta 55 58 triệu lực chiến thôi. Tôi 26 triệu, ông kia cũng gấp đôi tôi mấy ông ạ. Ông gấp đôi tôi là kinh thật sự. Phụ bản chính tôi cũng hạng 3 này. Ok, pháp cao đồ đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ xem để coi chưa làm cái nhiệm vụ nào tôi sẽ đi làm nhé. Đây vạn quân chi soái à. Mà sẽ đánh từ con này đây. Mấy bữa con la hầu này đánh không quá à. Đấy. Ui dù qua nhưng mà lại chết. Giờ thật sự là mấy cái ải này khó đi thật sự anh em ạ. Đánh cho vui chứ thật ra đánh không qua được. Ui dù đánh chết chết hết luôn đấy. Sát tâm này, chúng ta đánh sát tâm đi coi. Đấy. Qua được một ải nè. Ok. Atula tập kích à. Ui sư ba sao nhiều thế. Lượm hết đi anh em ơi. Đấy, ba sao lượm tắt. Quà đúng không? Hiện tại là đang đánh được 17 lần à.
tiếp tục đi. Đấy. Ok, mình đi cái này mình lấy điểm cũng được anh em ạ, khá là nhiều điểm nhé. Ok, tôi sẽ đi hết mấy cái ải 2 sao này xong chúng ta sẽ ra ngoài tiếp tục anh em ạ. Đấy, 2 sao này. Đứng này tài nguyên khá là nhiều nha anh em, chịu khó mà đi vượt ải mà lụm nha anh em. Mấy ải này tài nguyên nhiều lắm luôn. Ok, tạm thời tôi đánh đủ cái nhiệm vụ đó nè. Thử xem, còn cái gì chưa làm anh em ạ? Đây, phụ bảng cao độ tháp. Hiện tại là bảng xếp hạng của chúng ta là đang là hạng tư đúng không? Lượm thử cái ải 159 này coi. Không thể quay vô mắt lão thiên ta. Bắt được ngươi rồi. Ôi dồi. Đấy, chết được con Coma sư thiên này không? Nếm thử chiêu này xem. Ui dù skill đó kìa. Chết, sắp chết ba con hàng sau của tôi luôn. Chào mừng đến thống phát. Đấy, linh thử bảo tồn của chúng ta, linh bảo thường tồn của chúng ta đã hồi HP khá là tốt nha anh em. Ví dụ chết luôn nha. Ải này khó chịu nha. Đây, chúng ta sẽ đi khiêu chiến tên anh thử xem. Đấy, không biết có đồ mới gì không nữa. Ok nha, qua được ải này nha. Ui dù ải này khó rồi anh em ơi. Rồi, tôi thì hay sẽ quét quét đá cường hóa anh em ạ. Quét đá cường hóa trang bị này. Đây, cộng tiếp cho con này lên đi. Đấy, lên được 57k lực chiến. Trang bị khá là mạnh nhé. Đây, chúng ta sẽ đi up một số kinh văn lên anh em ạ. Đây, tinh luyện đúng không? Đấy, tôi sẽ đi tinh luyện cái này để cho nó lên để cho nó lên lập chiến anh em ạ. À, chúng ta phải đi được top nữa. Ok, có cái nào là cứ tinh luyện lên cái đó trước đi đã. Rồi thử chat lại coi. Đấy, hiện tại lập chiến chúng ta đã lên được 27 triệu. Thử coi chat lại thử coi cái bảng xếp hạng kinh văn coi. Đấy, hiện tại chúng ta đã leo lên được hạng 3 nhé. À, tôi hiểu cách chơi rồi mấy ông ơi. Tôi hiểu cách chơi rồi. Chúng ta nên up đều ra chứ không nên up một con nhé. Đấy, lên được top 3, cố gắng lấy được cái... Ủa đâu ta? Đây, 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 đây. Kinh văn cầu cấp này, hạng 9 nè. À. Ui dù, cái này sao khó như ta? Để tôi đọc tới coi. Tốn vật liệu bồi dưỡng kinh văn, trùng sinh sẽ được nhận ra điểm trùng sinh nè. À. Để coi tôi sẽ đi trùng sinh hết tất cả nha. Thử test cho anh em luôn để anh em mà có cái mà chơi nha anh em. Kinh văn này. Đây tôi sẽ đi trùng sinh hết lam này.
auto thêm vào nhé. À, cái này là ra xu phúc lợi thôi. Tím đúng không? Trùng sinh hết tím đi. Ui có này, xui. Bỏ đi em ạ. Đấy. Thế coi. Bảng xếp hạng của chúng ta hiện tại đúng không? Con này. Cái này thì nó hơi cùi tí xíu nhưng mà thôi. Chúng ta ráng nó lên này em ạ. Đây, hiện tại là tôi không hiểu cái này là nó bảo cái gì. Tăng điểm à? Tốn vật liệu bồi dưỡng kinh văn sẽ nhận điểm, điểm trùng sinh. À, nghĩa là chúng ta phải trùng sinh đi hả? Không hiểu, cái này tôi không hiểu cách chơi nhé. Cái này để tôi nghiên cứu lại nè ạ. Ok, tôi sẽ tìm hiểu cách chơi và ngày mai tôi sẽ báo anh em cách chơi cái này để được top nhé. Hiện tại nó đang còn một ngày nữa là không sao. Đây, trước tiên tôi phải vào shop tôi đổi lại cái kinh văn lúc nãy đó nè. Đây, shop kinh văn đang có 93k hả? Tôi sẽ mua full cái này trước đi. Đây, tiếp theo là mua cái này nha. Năm trăm lần tiếp tục up nữa lên. Con này thì tinh luyện quá đáng rồi, hết tinh luyện nổi rồi em ạ. Đây tôi sẽ up con này lên cộng 3 đi, tôi xem cái con nó nhảy không nhé. Nó chỉ nhảy bên này thôi, bên này lên được 51 vạn này. Bên này bán hàng chính anh em, 72k hả? Chúng ta phải up sao để lên được top 3 đấy. Top 3 mới ổn được anh em ạ. Tôi thử tôi cường hóa thôi nha anh em. Ví dụ nè, chúng ta hiện tại là đang là 79k đúng không? 72k99 đúng không? Tôi sẽ đi cường hóa một vài cái đi. Đây, cường hóa kinh văn lên. Thử coi. Đấy, lên được 73. À, tôi hiểu rồi anh em ạ. Mình phải đi cường hóa kinh văn lên. Ok. Rồi, thì chúng ta check lại đội hình nào. Hiện tại đội hình của chúng ta là sẽ có con là Mr. T, con nam chính của chúng ta. Hiện tại là đang là 2.925k lực chiến, sắp lên được 3 triệu rồi. Rồi, chị Cú Thiên sao càng ngày càng thọt thế này? Tiến bật được hay không? Tiến bật cho em nó một cái đi. Đấy, chị Cú Thiên của chúng ta đã lên được là... Con này nó còn tinh luyện được nữa à. Đây, tôi sẽ tinh luyện con này cho anh em. Đấy, hiện tại tốt kinh văn của chúng ta đi xem lại đi coi. Đấy, lên được hạng 6 rồi kìa anh em ạ. 77 triệu à. 77k à. Ok, lát nữa tôi sẽ ngồi tôi up kinh văn lên nha. Sẽ đi mua shop, đi mua tài nguyên up lên này anh em ạ. Khá là tốn kém đấy nhá. Nhưng mà 120 cục à. Cũng ok đấy anh em ạ. Để xem đi coi. Thương nhân đúng không? Thương nhân này là mua là 200k này. Rồi, tôi hiểu cách chơi rồi. Ok, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ up lên top 3 nha anh em. Ok, chúng ta lại quay trở lại với cái lúc nãy. Đội hình của chúng ta đúng không? Thì có con Như Lai cộng 7 anh em ạ. Đang được 7 triệu rưỡi lực chiến này. Đạo Đức Thái Tôn đã được 4 triệu, gần lại được 5 triệu rồi. Rồi, ok. Tôi sẽ đi
cốc trì đúng không? Đi đánh phụ giáp vài cái nha anh em. Này win không được 3 sao rồi. Rất là khó nhé. Một ngày chúng ta lên được 2 mê lập chiến à. Ví dụ rất khó nhé. Giờ này mà còn cổ vương gì nữa. Không biết ta đi leo được hết ải không ta. Ok, tôi sẽ đánh tới ai cuối cho anh em xem nhé. Ok anh em lưu ý nha, anh em nào chơi ở server sau thì nhớ biết là ngày 14 là sẽ có sự kiện kinh văn nha anh em. Anh em tranh thủ up để lấy top quà nhé. Không thể qua được đôi mắt lão kia mà. Bắt được ngươi rồi. Rồi, hôm nay clip này là đến đây là kết thúc. Hẹn anh em vào clip ngày mai. Anh em nhớ đón xem kênh của MrT. Hôm nay chúng ta chỉ up lên được 27 lập chiến thôi. Một ngày tầm lên được 2 me anh em ạ. Cũng khá là ok nhé. Và chúng ta, ngạc của chúng ta đang có là Tôn Ngộ Không cộng 7, Đạo Đức Thái Tôn cộng 6 và Linh Bảo Thường Tôn cộng 4. Ngày mai tôi sẽ up tiếp một con tướng đỏ cho anh em xem nhé. Đấy, một kích là win. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em vào ngày mai. Được ngươi rồi.